Còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với Cà phê Cảm hứng, những cái cảm hứng đầu ngày mới. Và dân tộc Việt Nam là một dân tộc với cái truyền thống là lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều. Và cứ mỗi lần bão lũ đi qua chúng ta lại chứng kiến cái tinh thần đó, và chắc chắn là một cái nguồn cảm hứng rất lớn cho mỗi người khi mà mang cái dòng máu Việt ở trong người. Dạ thưa quý vị, như quý vị có thể thấy những hình ảnh sau đây, đó là rất nhiều những người dân của Việt Nam đang hướng lòng để có thể ủng hộ người dân sống tại vùng lũ Kỳ Sơn của Nghệ An. Nơi đây thì đã xảy ra một trận lũ diễn ra từ ngày 2 tháng 10 và cho tới nay là đã gần 6 ngày trôi qua. Đã có rất nhiều những thiệt hại để lại về người và của ở tại vùng đất này. Và để nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ những ngày qua, nhiều tấm lòng thiện nguyện đang hướng về mảnh đất này. Cụ thể như thế nào, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện này. Sau 10 giờ đồng hồ di chuyển, các thành viên câu lạc bộ Núi Vòng Tay Lớn đã có mặt tại vùng lũ Kỳ Sơn để hỗ trợ cho 316 gia đình chịu ảnh hưởng của lũ quét. Mỗi hộ sẽ nhận được 500.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 600.000 đồng. Khi mà được tin là cái quốc lộ 7 thông ấy, là bọn mình đi xuyên đêm và đi luôn. Và đến đây là mới thấy cái cảnh là nó hoang tàn hơn sức tưởng tượng, thấy thương bà con khổ. Ngay khi cơn lũ đi qua, các đoàn thiện nguyện đã cùng hướng về Kỳ Sơn. Từ sáng sớm đến chiều muộn, băng qua bùn đất, vượt nước xiết, những dòng người cứ thế nối nhau mang theo các suất quà vào tận bản làng xa xôi để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với đồng bào. Sau khi mà nắm bắt được cái thông tin ở trên đài truyền hình thông tin, thì đoàn em đã, sau khi là các bộ đội biên phòng đã làm thông đường, thì bọn em gấp rút là mua các nhu yếu phẩm đấy để vào để tiếp tới kịp thời cho bà con trong vùng lũ đang bị cô lập. Từ vừa mưa lũ đến giờ thì gia đình mất sạch, không có cái gì ăn. Nhờ cả đoàn hỗ trợ đến giúp gia đình mà có cái ăn cái mặc. Hiện các đoàn thiện nguyện rất đông, nhưng việc hỗ trợ còn nhiều bất cập khi mới chỉ tập trung ở khu vực gần như thị trấn Mường Xén, bản Hòa Sơn, Sơn Hà. Còn các bản xa như bản Cánh 1, Bình Sơn 1, Bình Sơn 2, dù thiệt hại nặng nề nhưng chưa tiếp cận được nguồn hỗ trợ, đời sống của người dân đang vô cùng khó khăn. Để tiếp đón, tiếp nhận cả cái nguồn lực, cả cái qua của cả cái đội thiện nguyện, thì huyện Kỳ Sơn đã thành lập một cái tổ gọi là tiếp nhận và phân phối các hàng, cũng như là điều phối các hàng đối với các cái nhà thiện nguyện để đáp ứng được cái nhu cầu người dân, mà điều quan trọng để mà đảm bảo công bằng đối với người dân, tránh cái tình trạng là có những người hội dân được nhiều mà đội hội được ít. Vì vậy là cái đoàn này thì chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân huyện và trước cấp ủy chính quyền của huyện là phải là điều tiết và điều phối và có cái đội tình nguyện và hướng dẫn cho cả cái đội thiện nguyện này đến người dân, tận người dân để trao cả cái xuất quà này cho đồng bào. Bên cạnh hỗ trợ nhu yếu phẩm, hàng trăm người dân địa phương cũng đã nhiều ngày có mặt tại đây tình nguyện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ quét, vớt vát tài sản. Những tấm lòng thiện nguyện đang tiếp thêm động lực để người dân vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.